Đến từ Charlotte, xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ đến với đáp bài chung có chủ đề Bạn ở bên ai năm 2022. Các bạn có thể hiểu là ở bên hay là trong mối quan hệ với một ai đó trong năm 2022. Đây có thể là một mối quan hệ hoàn toàn mới, một người cũ quay trở lại, hoặc một ai đó các bạn đang học những bài học phát triển tâm linh, phát triển bản thân với nhau nhé. Hôm nay phần chọn tụ bài mình có 3 nhóm đá. Nhóm đá màu xanh lá cây là tụ bài số 1, nhóm đá màu tím là tụ bài số 2 và nhóm đá màu trắng là tụ bài số 3. Bây giờ chúng ta đến với tụ bài đầu tiên. Xin chào các bạn, chọn tụ bài số 1. Mình sẽ xin 5 lá. Cho câu hỏi đầu tiên luôn. Đó là bạn ở bên ai năm 2022 nhé. Và nếu cần rút bài thêm thì mình sẽ bài thêm. The Child, Five of Cups, Empress, Sun Moon. Năm xu. Ở đây mình mặc dù đặt câu hỏi là bạn ở bên ai trong năm 2022, nhưng mình thấy đây là năng lượng của một mối quan hệ các bạn đã có ở thời gian trước năm 2022, có nghĩa là vào năm 21 hoặc 20 rồi. Nghĩa là mối quan hệ này đang tiếp diễn, mà cái tiếp diễn ở đây các bạn nhìn vào năng lượng của The Chariot, nghĩa là đây là một mối quan hệ giống kiểu như là chợt đi chợt dừng ấy. Các bạn hiểu cái năng lượng là như thế, nghĩa là The Chariot vẽ hình cho một cái, nó biểu tượng cho một vòng xe lăn bánh ý, một cái gì đó đang tiến về phía trước, thì Pearl Cup lại dừng lại để suy nghĩ xem là mình có nên tiếp tục nữa hay không. Empress đại diện cho năng lượng đó là có nên đầu tư không, có nên chờ đợi không, có nên hy vọng không. Và cuối cùng có lẽ là bởi vì cái năng lượng này, cái năng lượng ngập ngừng này, chợt đi chợt dừng này, băn khoăn này, cân nhắc này, khiến cho cái mối quan hệ có sự thay đổi, có sự chuyển hóa từ Empress, từ Chariot trở thành năm xu. Và hiện tại thì mình nghĩ cái mối quan hệ này đang tạm dừng, đang ngắt kết nối, đang chia xa, đang im lặng với nhau, chỉ vì có một người nào đấy luôn luôn cân nhắc, luôn luôn suy nghĩ, nghĩa là cứ đi được một thời gian thì lại dừng lại, mà dừng lại ở đây không phải vì mệt, mà băn khoăn xem là mình có nên tiếp tục dành thời gian cho cái người đó nữa hay không. Mình thấy năng lượng nam là năng lượng ngập ngừng, năng lượng cân nhắc, năng lượng đo đếm, còn người nữ là năng lượng chờ đợi. Và có lẽ cái sự chờ đợi đã vượt quá giới hạn rồi, và có một người đã thay đổi. Chân mần dùng cái từ thay đổi cho lá bài chân mần thì chưa hẳn đã đúng, mà ở đây đó là có một người có một sự chuyển hóa từ bên trong, có nghĩa giống như họ tỉnh ra, họ ngộ ra rằng cái năm xu này, bao nhiêu năm trời nay, ở bao nhiêu thời gian nay mình đã để dành tình cảm cho một người mà họ chưa bao giờ coi trọng mình cả, họ chưa bao giờ có ý xây dựng mối quan hệ này cả, họ luôn bỏ rơi mình, họ luôn bỏ mặc mình, và có sự thay đổi, rời đi và muốn cắt đứt mối quan hệ ở đây nhá. Thì mình thấy trong năm hiện tại là như thế. Bây giờ mình sẽ vào câu hỏi tiếp theo, đó là vậy thì trong năm 2022 mối quan hệ này như thế nào. Mình có một bộ bài mới mua cho nên là mình sẽ ra sử dụng luôn. Trong năm 2022 mối quan hệ này như thế nào. 8 cấp, Queen of Cups, bảy sáu gậy, bảy gậy, chín gậy. Mình nghĩ là đây là năng lượng của một người nam. Mình thấy trồi lên năng lượng của người nam các bạn ạ. Và ở đây thì nếu mình đọc hai chiều thì có nghĩa là, à, mình đọc đúng một chiều là bạn ở bên ai thì bạn ở đây mang năng lượng nam, và ở đây mình thấy bạn không ở bên ai cả, bởi vì bạn lúc nào cũng cân nhắc. Pearl Cup đại diện cho năng lượng của sự cân nhắc. Và đây những lá bài tiếp theo, 6 gậy, 7 gậy, hay 9 gậy, nó cũng biểu hiện cái năng lượng đó.
Và có lẽ cái năng lượng này nó sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ cái đường tình duyên của các bạn, cái mối quan hệ này. Đây là một mối quan hệ mà nó quá nhiều những suy nghĩ, quá nhiều những băn khoăn, nó cản trở rất nhiều cái câu chuyện tình yêu này. Đây mình thấy tóm tắt này, nghĩa là cái lý do mà để bạn ngập ngừng, bạn băn khoăn trong năng lượng PM thấp ấy, có nghĩa là ở đây nghĩa là nếu như bạn đến với cô gái này, đến với Empress này, Empress còn đại diện cho năng lượng là một một là mình nghĩ ở mối quan hệ này với cái tương tác này thì không thể là vợ chồng, là một mối quan hệ vợ chồng bình thường được, bởi vì đã là vợ chồng thì phải có trách nhiệm với nhau chứ, và có trách nhiệm xây dựng. Nhưng tại sao lại ngập ngừng băn khoăn là có nên đến với cô ấy hay không, thì mình nghĩ ở đây là những mối quan hệ mà hai người đang ly thân hoặc là chia ly hôn rồi, hoặc là có ý xây dựng với nhau cho nên mới có cái năng lượng băn khoăn này. Tam cốc ở đây, tại sao cái người nam này, tại sao bạn ấy, còn nếu như bạn là nữ nghe thì đó chính là năng lượng của đối phương, suy nghĩ của đối phương, nghĩa là bạn nghĩ rằng nếu như đến với cái người nữ này thì bạn phải bỏ lại tất cả ở phía sau. Tam cốc, năng lượng của tam cốc và tình yêu của cái cô gái này, bạn biết cô ấy yêu bạn, quên lòng khấp, nghĩa là có một người luôn chờ đợi bạn, và cái sự chờ đợi này khiến cho bạn cảm thấy áp lực. Chứ các bạn thấy có một quy luật rằng khi bạn yêu quá nhiều thì cái sự yêu quá nhiều nó trở thành áp lực cho người khác, có nghĩa là họ cảm thấy rằng khi mà họ đến với bạn, bạn đến với họ, cái cô mình xin lỗi, mình đọc một chiều thôi, còn các bạn tự đổi chiều nhé. Bạn ở đây là người nam này họ muốn đến với người nữ ấy, thì họ phải để lại tất cả mọi thứ họ đã có để họ làm lại từ đầu, và cái sự làm lại từ đầu đấy khiến cho họ cảm thấy không chắc chắn. Sáu gậy ở đây nghĩa là có thành công hay thất bại họ không nói trước được. Đây, sáu gậy có thể là thành công, sáu gậy năng lượng của sự chiến thắng, nhưng bảy gậy có nghĩa là trên cái con đường chiến thắng ấy sẽ gặp những cản trở gì, họ cảm thấy mệt, họ nghĩ đến cái việc mà gặp những cản trở đấy có lẽ người này cũng không còn trẻ nữa, hoặc là họ cũng đã va vấp nhiều. Mình cảm thấy có năng lượng ngại ngần khi mà họ cảm thấy con đường quá xa, cái sự cố gắng giữa hai người nó quá nhiều điều khiến cho họ phải suy nghĩ và họ cảm thấy mệt. Và cái mệt hơn ở đây có năng lượng của quy luật khác, có nghĩa là cái người nữ trong cái mối quan hệ này hy vọng chờ đợi và dành tình cảm cho họ quá nhiều, và họ họ luôn có cái năng lượng là họ thu vén cảm xúc của họ lại, họ không dám yêu bởi vì họ sợ rằng khi cô gái này yêu mình quá nhiều, hy vọng quá nhiều, đến lúc mình không thể làm được cái điều cô ấy mong muốn thì cô ấy sẽ thất vọng. Cho nên là họ cứ im lặng và họ thu vén cảm xúc của họ lại. Cho nên là cái người nữ này luôn có cảm giác là mình bị bỏ rơi, mình không được tôn trọng chỉ vì đơn giản lý do là như thế thôi nhá. Thì đến năm 2022 mình vẫn chưa thấy cái năng lượng năm 2022 là cái người nam này họ sẽ như thế nào trong mối quan hệ này. Mình nghĩ là nếu như ở đây nếu như bạn là nam nghe thì mình thấy trong năm 2022 bạn vẫn chưa có được câu trả lời, bạn vẫn chưa có được câu trả lời vậy thì cái việc mà bạn có ở bên họ hay không thì đó là quyền của bạn. Còn nếu là người nữ nghe mà cái năng lượng này là đối phương của bạn thì cái việc bạn cái người đấy cái mối quan hệ này tiếp diễn như thế nào ra sao là do cái người này quyết định chứ không phải là bạn quyết định, có nghĩa là bạn có được ở bên họ hay không là do họ quyết định. Vậy thì với tình yêu bản thân đó, bạn sẽ biết cách, bạn sẽ biết tự xử lý, tự quyết định là bạn có nên chờ đợi và nên yêu người này nữa hay không, nếu như đây là đối phương, năng lượng của đối phương, năng lượng của đối phương của bạn nhé. Thực ra thì nếu xét theo cái năng lượng này thì chúng ta cũng không thể trách họ được, bởi vì họ có những lý do riêng và họ họ không thể nói ra, nó rất khó nói, các bạn hiểu không ạ? Người này mình thấy có một năng lượng đó là họ nói dứt khoát thì họ không họ họ cảm họ, họ cảm thấy không nói được, bởi vì một là họ nể, người này có năng lượng nể, thứ hai là khi đối diện với sự mất bạn, không còn có bạn ở trong cuộc sống của họ nữa ấy, họ cảm thấy đau khổ, họ cảm thấy cô đơn, nhưng mà nếu nếu mà nói ra thì họ lại không nói được, bởi vì họ không biết phải phải như thế nào, họ không chắc chắn được cái con đường mình đi, họ không chắc chắn được những cái điều mà họ có thể làm được trong người nữ này. Đó chính là lý do tại sao mà họ lại im lặng nhá. Rồi bây giờ mình dùng tiếp một bộ bài nữa với một câu hỏi, đó chính là đó đó là lý do nhá. Vậy thì sau cùng họ sẽ quyết định thế nào? Cuối cùng thì họ sẽ quyết định thế nào? Và đây là cái câu hỏi cuối cùng để chúng ta xác định là chúng ta có nên, nếu bạn là người nữ nghe thì bạn có nên chờ đợi người này hay không. Còn nếu đây là câu chuyện của bạn, nghĩa là bạn là người nam nghe thì bạn cũng sẽ biết cái bạn sẽ nhìn thấu được con người của mình và bạn tự ra quyết định cho mình. Hai gậy, bảy gậy, bốn kiếm, Knight of Swords và Temperance. The Love.
Ở đây cái năng lượng của tarot luôn luôn thay đổi các bạn ạ, cho nên là với những cái trải bài mà gọi là tổng quan của năm 2022 ấy mà nếu như bạn muốn xem về tarot thì nó không đúng đâu, bởi vì năng lượng luôn luôn thay đổi. Hôm nay bạn nghĩ A thì ngày tương lai của bạn phản ánh A, nó là kết quả của A, còn ngày mai bạn nghĩ B thì cái tương lai của bạn đổi sang B rồi. Cho nên là mình rất ít làm những cái trải bài riêng mà xin xem tổng quan thế này, bởi vì nó không đúng với năng lượng của tarot. Mà dù là tarot hay bất kỳ cái môn huyền học nào như tử vi chiêm tinh thì nó luôn luôn có sự thay đổi, bởi vì con người của chúng ta là trung tâm, là một tiểu vũ trụ và chúng ta vận hành. Các bạn phải nhớ rằng con người chúng ta biến tâm linh phục vụ cho mình đó, còn khi mà bạn để cho tâm linh điều khiển mình thì bạn không còn là bạn nữa. Cho nên là với cách làm việc của mình là mình không bao giờ xem tương lai, nghĩa là mình chỉ, nếu như bạn muốn xem tương lai là cái mối quan hệ này như thế nào thì mình sẽ cho bạn thấy cái năng lượng hiện tại của bạn nó sẽ ảnh hưởng đến tương lai như thế nào và bạn cần thay đổi hiện tại của bạn như thế nào để bạn có được tương lai như bạn muốn, chứ không bao giờ có chuyện xem bói là bạn ngồi đây để bạn nhìn tương lai của bạn, không có chuyện đó nhá. Cho nên là ở đây những người chọn tụ bài số 1, các bạn nghe năng lượng của bạn tại thời điểm hiện tại và bạn có thể thay đổi như thế nào nếu như bạn muốn thay đổi cái mối quan hệ này. Mình thấy những người chọn tụ bài số 1 ấy, trong trong lòng của họ có quá nhiều nỗi lo, trong lòng của bạn có nhiều nỗi lo, có sự cân nhắc. Mình nghĩ cái người này có thể có năng lượng của thiên bình ở trong tarot, bởi vì năng lượng thiên bình là năng lượng rất là hay cân nhắc. Thiên bình có một cái đặc điểm là trước khi quyết định một vấn đề gì họ cân nhắc rất là nhiều, nhưng khi mà đã cân nhắc xong thì họ sẽ lên quyết định, nhưng đây là cái thời gian mà họ cân nhắc. Có lẽ là bởi vì nó cũng gặp một cách trở nào đấy để khiến cho họ chưa dám quyết định, họ chưa dám ra quyết định cho cuộc đời của mình. Thứ hai, năng lượng của người này có năng lượng của bọ cạp, nghĩa là họ trong cuộc đời của họ thường xuyên có những thay đổi và những thay đổi đó ảnh hưởng rất lớn đến cuộc đời của họ, cho nên giống như là họ họ giống như con chim gặp cành cây cong ấy, hay là cái mình nói họ là nói chung nhá, còn bạn tự chọn năng lượng cho mình là bạn hay đối phương, giống như con chim gặp đậu phải cành cây cong, gặp cành cây cong ấy, hoặc là đã từng đổ vỡ khiến cho cái chân của bạn đã từng dẫm gai bây giờ nó bị kén ấy, cho nên là họ không dám, họ băn khoăn rất là nhiều. Cái năng lượng của bốn gậy, à, hai gậy đó là băn khoăn, rồi hình ảnh cô gái ngồi ở bên trong nhìn ra không biết là sương hay là nắng và không biết quyết định như thế nào. Bảy xu đứng trước bảy cái, chúng ta có tưởng tượng đây là bảy cái đầu xu đi, họ không biết chọn cái nào cả. Và bảy bốn kiếm vì thế ngay cả trong giấc mơ, trong giấc ngủ họ ngủ cũng không ngon, bởi vì nó làm cho họ rối trí, tất cả những băn khoăn ấy khiến cho họ mất ăn mất ngủ. Nhưng mà ba lá bài cuối là thông điệp của vũ trụ, đó là hãy tĩnh lặng, hãy tĩnh lặng, hãy thiền định, hãy tĩnh tâm để bạn nhìn rõ cái tâm trí của mình. Các bạn biết tác dụng của thiền định, quan sát hơi thở là gì không? Là khi bạn tĩnh hoàn toàn thì tất cả những gì bên trong bạn nó sẽ trồi lên và trí tuệ sẽ sáng ra và tự bạn sẽ nhìn ra được là bạn có cần cái mối quan hệ này hay không. Temperance chính là một cái năng lượng của cái sự cân bằng tuyệt đối đấy, sự an yên tuyệt đối, và khi đã là sự an yên tuyệt đối rồi thì bạn sẽ nhìn ra cái mối quan hệ này, đó chính là the lover, đó chính là tình yêu, nghĩa là bản chất của mối quan hệ này là tình yêu. Vậy thì khi bạn đã nhìn là được là mối quan hệ là tình yêu rồi thì bạn sẽ quyết định như thế nào, đó là tùy bạn nhá. Vì vậy nên có thể nếu như đây là bạn là năng lượng chính ấy, bạn là người nghe ấy, bạn là người năng lượng nam ở đây ấy, thì quyết định thế nào thì chỉ một mình bạn biết thôi. Còn năng lượng nữ, nếu đây là năng lượng đối phương của bạn thì mình khuyên các bạn thật lòng hãy tập trung vào bản thân mình, hãy là chín xu chín cốc đúng không, hãy làm cho mình đủ đầy trọn vẹn đi, và chỉ cần một cốc nữa thôi thì cuộc đời của bạn, cái hạnh phúc mà bạn mong chờ, các bạn bạn nghĩ bạn muốn ấy sẽ đến. Và người này nếu như họ dám mang một cái cốc còn lại đến để xây dựng với bạn thành 10 cốc 10 xu thì họ sẽ đến, còn không thì hãy nhường chỗ cho một người khác. Chúng ta không, các bạn phải nhớ rằng cái sự chờ đợi của bạn nữ ấy, trong cái mối quan hệ này đôi khi nó lại trở thành áp lực cho người nam. Hãy để cho họ tự do với lựa chọn của họ, bởi vì giống như mình phân tích ấy, họ cảm thấy họ chưa thể quyết định được mà người nữ luôn chờ đợi họ, luôn yêu thương họ, họ cảm thấy không biết thế nào, bởi vì họ sợ nếu mà chỉ nói thẳng ra thì họ mất bạn, mà nếu như nói về tình cảm của họ, nói về quyết tâm của họ thì họ sợ họ không làm được, thì họ giống như một người mà họ chịu trách nhiệm cao với lời nói, với lời nói của mình, với quyết định của mình, họ không biết phải xử lý thế nào. Cho nên là người nữ càng chờ đợi thì họ càng tạo áp lực cho họ. Có thể các bạn im lặng, các bạn chia tay, họ cũng buồn, nhưng rồi họ sẽ vượt qua. Và trong cái lúc im lặng chia tay đấy, tâm trí của họ sẽ dành thời gian để họ suy nghĩ, họ quyết định xem là
Nên làm thế nào là tốt nhất. Còn nếu bạn cứ chờ đợi, bạn cứ thúc giục, bạn cứ ở bên họ, thì cái năng lượng của cái việc mà họ cứ 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 rắc rối, họ cứ tự mình trói trong cái rắc rối này, càng càng ngày nó càng lâu nhá. Cho nên thật lòng mà nói, hãy tập trung vào bản thân mình. Hai người ở trong mối quan hệ này, dù là nam hay là nữ, các bạn nên cho mình một khoảng lặng để tự làm việc với bản thân mình trước khi bạn đưa ra một quyết định nhá. Rồi đó là thông điệp của những người chọn tụ bài số 1. Đây là trả bài chung, cho nên là tất cả những cái vấn đề mình nói ở đây mang năng lượng chung. Còn nếu như bạn có một câu chuyện cụ thể mà bạn muốn biết cái suy nghĩ chính của người này dành riêng cho bạn, suy nghĩ như thế nào, quyết định ra sao, và giữa hai người có thể, những cái vấn đề của hai người có thể giải quyết được hay không, thì bạn có thể liên hệ trả bài riêng. Mình sẽ giúp bạn nhìn thấy cái vấn đề của bạn một cách rõ ràng nhất nhé. Còn nếu như bạn nghe trả bài chung để bạn có được cái thông điệp cho bạn, thì đó là cái điều mà mình chúc mừng bạn. Rồi cảm ơn các bạn rất là nhiều. Nếu các bạn mới biết đến kênh của mình mà, hoặc là đã lâu, đã bên mình đã lâu mà các bạn chưa đăng ký kênh giúp mình, thì đăng ký kênh giúp mình nhé. Tạo tương tác giúp mình và like và comment. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Xin chào các bạn chọn tụ bài số 2. Với chủ đề đưa ra ngày hôm nay, bạn ở bên ai năm 2022? Mình đổi chủ đề là bạn ở bên ai, chứ không phải là ai ở bên bạn nữa. Chúng ta hãy giành cái thế chủ động cho chúng ta nhá. Rồi bây giờ mình sẽ xem năm lá đầu tiên để mình xem cái thông điệp đã, rồi có gì mình sẽ đặt câu hỏi tiếp theo. Mình thấy lạ nhỉ, ở đây toàn là năng lượng nam, cho nên có thể là có những người nam nghe cả bài này chăng? Bởi vì đây mình nói là bạn ở bên ai, chứ không phải là ai ở bên bạn. Cho nên là cái người hiện lên ở đây chính là bản thân bạn. Mình hay đọc cho năng lượng nữ quen rồi, cho nên là có thể trong lúc đọc là mình sẽ nhầm, các bạn thông cảm nhé. Rồi, ý là nó lộn xộn đấy. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng đọc bài. Bạn ở bên ai năm 2022 là mình lên tổng quan đã, rồi sau đó mình sẽ quyết định những câu hỏi tiếp theo nó phù hợp với cái năng lượng này. Trước hết là mình thấy ở đây hiện lên một King of Wands nhá. Trong bộ bài này King of Wands ở đây không không hoành tráng, không theo kiểu không phong độ giống như là King of Wands của những bộ bài khác đâu nhá. Mà King of Wands ở đây giống như một người vừa hoàn hồn. Mình có cảm giác như là mình đọc ấy mình buồn cười, các bạn thông cảm. Nghĩa là mình thấy những người mà bạn mà là người nghe của cái tụ bài này này, bản thân bạn bên trong bạn đã là một King of One rồi. Nghĩa là bạn, các bạn biết King of One là một người có tầm nhìn nhá, tầm nhìn có chiến lược và làm bất cứ một thứ gì cũng lên một kế hoạch rõ ràng rành mạch và nhất định nó phải thành công. Nhưng mà cái năng lượng King of One ở đây ấy mình giống như là một người vừa hoàn hồn, nghĩa là tự nhiên mình nhìn thấy trong cái năng lượng này thôi vừa hoàn hồn sau một sự cố nào đấy. Mình có cảm giác như là ông vua này bị lạc đường và bây giờ theo kiểu là giống như là vừa ù té chạy ra khỏi được cái khu vườn ấy, chạy ra được khỏi cái năng lượng. Nếu như các bạn tưởng tượng là bạn, mình cứ đọc là bạn đi nhá. Bạn bị lạc trong một khu rừng, xong là bị đủ các loại thú dữ đuổi theo á, thế là bạn chạy thoát nạn, và bây giờ bạn giống như một người hoàn hồn đứng ở trước cửa rừng và bạn đang nhìn xung quanh để bạn định hướng cho mình xem bạn nên đi hướng nào. Có nghĩa là năng năm 2022 bạn sẽ có năng lượng này nhé. Các bạn nhớ là trong trả bài chung của mình hay có năng lượng của đối phương, nên có thể đây đây là bạn, là cái người nam đấy, họ cũng nghe, bởi vì rõ ràng lên năng lượng của họ là họ nghe, và thứ hai đó là người nữ cũng nghe ở đây nhá, mang năng lượng hai chiều. Mình thấy rằng là khi mà cái người này là trung tâm nhá, thì họ đang đứng ở trước ba, các bạn có tưởng tượng là đứng ở cửa rừng đi, họ nhìn về quá khứ của họ chính là năm năm xu. Có nghĩa là mình không biết là cái người này họ xảy ra chuyện gì, nhưng mà họ nhìn lại những năm tháng bị bỏ rơi, có nghĩa là chính là cái sự cố mà họ bị lạc đường ấy đấy. Họ nhìn cái cảm giác của họ như thế, mình có cảm giác cái năm xu nó còn biểu hiện cho là hoàn hồn và họ bị bỏ rơi, và có thể họ bị ốm theo kiểu giống như một cái cuộc chạy 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 đua, chạy ở trong rừng ấy, thoát nạn ở trong rừng ấy. Có thể họ bị ốm, họ bị thế nào đấy nên họ cần đến y tế, họ cần được nghỉ dưỡng, họ cần được chăm sóc, và đây cũng là cái khoảng thời gian họ dừng lại để họ nghĩ về tất cả những gì đã qua.
thì cái đá hoa của họ đã chính là lá bài của hai planet tình họ nghĩ và một người nữ. Người nữ này có một cái năng lượng của song ngư cự giải các bạn nhé. Năng lượng của hai planet tình là năng lượng của những người mà trước hết là có thông thái, họ là phải dùng cái từ thông thái với người này. Thứ hai là bí ẩn, thứ ba là khó nắm bắt, và thứ tư đó là năng lượng của nước, năng lượng của tình yêu thương, của một cái gì đó nó sâu kín, nó sâu sắc, nó đầm sâu, nhưng họ là người rất khó nắm bắt. Nếu như Empress ấy, Empress thì đơn giản đó là người tràn đầy tình yêu thương, đầy tính nữ, nàng giống như một người mẹ ngọt ngào vậy. Nhưng mà hai Empress thì có cái gì đó rất bí ẩn, nghĩa là rất bí ẩn, nàng vẫn còn đó cái năng lượng rất nữ tính, năng lượng của mặt trăng, năng lượng của yêu thương, của dịu dàng, của sự thông thái, của trí tuệ, nhưng nàng rất bí ẩn. Và người đàn ông này khi nghĩ về cái năng lượng nữ này, họ cảm thấy băn khoăn là không biết cô ấy bây giờ như thế nào, cô ấy còn yêu mình nữa không, đúng không, còn yêu mình nữa không, còn chờ đợi mình nữa hay không. Bởi vì mình thấy rõ ràng năng lượng của cô gái này trước đây là Queen of Cups, tràn đầy tình yêu thương, nhưng cái tình yêu thương nó hơi mang cái tính lụy tình các bạn ạ. Queen of Cups thường, Queen of Cups ở trong trong cái bộ bình thường thôi là năng lượng của lụy tình, ở cái bộ bài này đó là nàng yêu thương, nàng có nhìn thấy ai đau khổ này, ai cần giúp đỡ là nàng sẵn sàng, nàng cúi xuống, nàng dùng cái đôi tay của nàng ôm cái người đó vào lòng. Nên thường thường năng lượng ở Queen of Cups thường hay dung dưỡng những đứa trẻ hư, kể cả những người đàn ông lớn trở thành đứa trẻ hư. Cho nên là cái người nam này họ nghĩ rằng năng lượng của người người nữ này này là Queen of Cups, ngày xưa đã từng bao bọc họ, yêu thương họ, tha thứ cho họ, bao dung cho họ ấy, và hai người đã từng có 10 ly, đã từng rất hạnh phúc như thế nào. Thì bây giờ họ cảm thấy cái người này rất khó hiểu, họ không biết được cô ấy như thế nào, liệu cô ấy còn đón mình về nữa hay không khi mình tả tơi như thế này, đúng không? Đó. Đấy nhá, đó là năng lượng của người nam. Rồi bây giờ mình sẽ dùng một bộ bài mới mua, khoe với các bạn là mình mới mua bộ bài này, để mình xem là ở đây thì mình nghĩ là nó khác hẳn với tụ bài số 1, là một mối quan hệ đã lâu lâu lâu, nó đang diễn ra khoảng đến phải đến 1-2 năm rồi. Nhưng ở đây cái tụ bài số 2 thì nó có một năng lượng mới, cho nên là mình nghĩ nó là năng lượng của năm 2022. Cho nên bây giờ mình sẽ đặt vào, đặt tiếp cái câu hỏi này, cuối cùng thì cái người đàn ông này như thế nào, đúng không, họ băn khoăn thế cuối cùng họ sẽ quyết định như thế nào nhá. 10 ly 2. Ở đây là hai gậy à? Hai gậy, bộ này mới mua. Rồi. Empress. Dù hai kiếm. Mình không hiểu vì sao tính của mình rất là rõ ràng, quyết liệt các bạn ạ. Mình là người một là một, hai là hai. Bên ngoài thì rất nhẹ nhàng nhưng bên trong mình quyết liệt lắm, nhưng không hiểu vì sao mình luôn hút trải bài của mình cũng là những người nữ mang tính cách của mình đây, thế mà toàn hút vào cuộc đời của mình những người có năng lượng của hai kiếm và hai gậy. Mặc dù họ biết như thế đấy, họ biết bạn là Queen of Cups là 10 ly, đây tiếp tục 10 ly nữa, nhưng ở đây nếu mà bảo hành động tiếp theo của họ như thế nào, ngoài cái việc hồi tưởng và cảm giác như là mình luôn cảm thấy đến cái năm 2022, cái cuộc sống của họ, cái năng lượng của họ nó ngập tràn hình ảnh của bạn, hình ảnh của người nữ ấy. Nếu bạn là nữ nghe thì là ngập tràn hình ảnh của bạn, còn nếu như là nam nghe thì đó, bạn đó, trong đầu bạn ngập tràn cái hình ảnh của người nữ này, bạn nhớ về người nữ này. Cái năng lượng của họ đó là năng lượng của Empress, năng lượng của sự dịu dàng. Các bạn biết không, trên đời này nếu như tìm ở nơi nào đó cái sự dịu dàng và đáng yêu, có lẽ phải tìm ở Empress. Khi mà tính nữ thánh linh, tính nữ thiêng linh thiêng ấy mà hiển hiện, thì ở cái cô gái đó, ở người nữ đó chỉ còn tình yêu thương thôi. Và cái tình yêu thương đấy nó giống như yêu một bông hoa, ở nhìn thấy một bông hoa xinh đẹp rạng ngời trong nắng sớm ấy, thì họ thà để cái bông hoa đấy nó được sống với tình yêu của nó, với niềm vui của nó, với đất trời, mà họ không nỡ cắt nó vào, và họ muốn làm cho tất cả, nghĩa là làm thế nào để nó được hạnh phúc, để chỉ cần ngắm nhìn cái năng lượng của bông hoa đấy thôi, cái vẻ đẹp của bông hoa đấy thôi, niềm vui hạnh phúc của bông hoa đó thôi, thì họ đã cảm thấy đó là hạnh phúc rồi, đó là tình yêu của Empress. Cho nên ở đây trong mắt của cái người này thì họ thấy bạn là Empress, và lúc nào họ cũng hồi tưởng cái năng lượng của 10 ly. Có nghĩa là ở đây mình thấy thế này này, người này mình thấy mỗi lần họ tụ họp với bạn bè, cái 10 ly này nó không không phải là gia đình nữa, mà tại trong bộ bài, mỗi một bộ bài thì cái năng lượng này nó lại khác. Họ tụ họp với bạn bè, với một gia đình lớn ấy, ví dụ anh em này, họ hàng này, bạn bè, những người mà biết cả hai người ấy,
Thì bắt đầu họ có năng lượng hồi tưởng về năng lượng của Empress, có nghĩa là ngày đó, ngày nào đó ở nơi này đã từng có cô ấy. Cô ấy chính là cái người mà giống như cái năng lượng của bạn nó tràn ngập trong cuộc sống của họ. Ví dụ họ ăn một bữa cơm thì họ nghĩ đến chuyện đó chính là ngày xưa cái món ăn này cô ấy đã từng nấu, nàng đã từng nấu đúng không? Cái chỗ ngồi này nàng ấy đã từng ngồi, và toàn bộ cái ngôi nhà này, cái xung quanh cuộc sống của bà của họ ấy, của bạn ấy, nơi nào cũng có hình ảnh cô gái này. Cô gái này ngập tràn trong tim và cuộc sống của họ. Và cứ mỗi khi mà nghĩ đến cái cô gái này thì cái năng lượng của yêu thương, của chăm sóc, của một người mẹ dịu dàng tuyệt vời luôn hiện lên trong mắt họ. Và dầu vua, nếu nơi nào được gọi là hạnh phúc, nơi nào được gọi là bình yên thì nơi đó là có cái người nữ này. Dầu vua là năng lượng của thế giới, của sự trọn vẹn, năng lượng của cha trời đấy các bạn. Đấy, đây vẽ hình ảnh của một người cha bao dung, sừng sững, bao dung để mang cho nhân loại, cho chúng sinh tất cả cái điều, mang lại cho chúng sinh sự sống ấy, thì dầu vua chính là sự trọn vẹn. Dầu vua này, cái lá bài của nó, cái năng lượng của nó cũng là hoàn cầu, có thể họ biết cái điều đó, nhưng ở bạn có một cái gì đó rất xa xôi, khó có thể nắm bắt. Và bởi vì xa xôi khó nắm bắt, trên họ cứ mãi là hai kiếm thôi. Họ cứ ngồi đó, họ suy nghĩ là cuối cùng không biết nên như thế nào. Rồi, bây giờ mình sẽ xin làm xem tiếp một tụ bài số 3 nữa nha. Đó là cuối cùng thì cứ ngồi nghĩ thế thôi. Thì mình hãy xin thông điệp của vũ trụ xem là xem làm như thế nào nhé. Để bạn là nam nghe thì bạn hiểu vấn đề của bạn và tùy bạn quyết định. Còn nữ nghe thì các bạn biết là họ như thế nào để bạn điều chỉnh cái mối quan hệ cũng như là năng lượng của mình. Các bạn ạ, mình không bao giờ xem tương lai. Bạn biết vì sao không? Nếu mà đề ra cái năng lượng là tổng quan năm 2022 chẳng hạn nhé, thì cái tổng quan đấy không bao giờ chính xác. Các bạn biết vì sao không? Năng lượng luôn luôn thay đổi. Hôm nay bạn là A thì cái tương lai của bạn phản ánh A. Nếu ngày mai bạn chuyển sang B thì cái tương lai phản ánh B. Cho nên không bao giờ tarot phản ánh đúng, mà thực ra không phải là tarot, mà tất cả các môn huyền học chỉ có là người xem, người sử dụng cái huyền học đấy có biết được cái điều này hay không mà thôi. Năng lượng luôn luôn thay đổi. Các bạn biết đấy, một cô gái mà đanh đá đúng không, ai cũng thấy ghét, nhưng chỉ một ngày cô ấy lột xác trở thành một người phụ nữ dịu dàng thì tất cả những người đã quay lưng với cô ấy sẽ quay lại để ngắm nhìn cô ấy. Bạn thấy không ạ? Chứ không hề có một chuyện đó là cô gái này sẽ cô đơn suốt cuộc đời, không có. Mà cô ấy cô đơn hay không là do cô ấy quyết định. Cho nên là cái việc mà xem về tương lai nó không bao giờ chuẩn các bạn nhé. Cho nên mình chỉ xét về hiện tại để các bạn từ cái hiện tại các bạn thấy tương lai của bạn như thế nào, hoặc bạn thay đổi như thế nào để bạn có được tương lai như bạn muốn nhé. Rồi. Có cái gì ầm ầm sợ quá. Queen of Pentacles. Hôm nay ở mình mất điện. Tám kiếm. Ở trên tầng họ đang làm cái gì đó. Anh em khóc. Bảy kiếm. Toàn vẫn là kiếm không. Ba kiếm. Bốn xu. Tự nhiên lại thở dài như một thói quen. Rồi bây giờ mình thấy như thế này này. Nếu bạn là nam nghe thì bạn nghe nhá, để bạn hiểu về cái năng lượng của người nữ này. Còn nếu là nữ nghe thì bạn xem là bạn có nên thay đổi hay không. Còn nếu như bạn không muốn thay đổi thì mình tôn trọng ý kiến của bạn. Thực ra nói cho vui chứ mình chả có quyền gì để tôn trọng hay không tôn trọng cả, đúng không? Bây giờ mình sẽ phân tích nhá. Cái cô gái này vẫn là Queen of Pentacles, năng lượng của Market Kim Ngưu xử nữ, cụ thể là Kim Ngưu nhá, Kim Ngưu hoặc Market nhưng Kim Ngưu trội hơn. Thường nói về một cái người nữ dịu dàng lắm các bạn ạ, một người nữ mà các bạn cứ tưởng tượng một cô gái đeo tạp dề ở trong bếp vừa làm vừa hát ấy, và xung quanh một cái ngôi nhà mà có nàng ấy, độ ấm áp, nó bình yên vô cùng. Đây là một người có khả năng tạo dựng một tổ ấm tuyệt vời cho gia đình và cái chỗ dựa tin cậy cho tất cả mọi người. Nhưng mà bây giờ trong cái bộ bài này, cô ấy ngồi, cô ấy hưởng thụ, nghĩa là giống như cô ấy vẫn nấu ăn đấy, cô vẫn đeo tạp dề đấy, cô vẫn cắm hoa đấy, cô vẫn làm tất cả mọi thứ, nhưng cô ấy hưởng thụ
mình một cách vui vẻ, có nghĩa là mình đọc trên năng lượng thôi nhá, mình đọc trên năng lượng thôi. Và cái người này, và cứ để mặc cho cái người đàn ông kia, cái năng lượng nam ấy, tám kiếm này, bế tắc, bối rối, giống như bị vướng mắc một cái gì ở cổ ấy mà không thể nói ra được. Có nghĩa là như thế này này, cho mình thấy một năng lượng là người nam rất muốn nói, vẫn muốn nói với người nữ này, là có thể là câu xin lỗi chẳng hạn, có thể là câu là chúng ta có thể quay lại với nhau được không chẳng hạn. Nhưng mà thấy cái thái độ của người nữ này thì không thể nói được một cái gì cả. Anh em khắp và tình yêu nó vẫn cứ thế, nên cứ ôm ấp cái tình yêu đó ở trong lòng. Nghĩa là các bạn cứ tưởng tượng nếu như hai người vẫn nói chuyện với nhau nhá, thì bắt đầu là cứ mỗi lần đến để định nói, gặp để định nói, thì nhìn thấy thái độ của nàng như thế thì cuối cùng lại giấu nó đi và quay trở về. Đó các bạn thấy không ạ? Bảy kiếm quay trở về, ba kiếm đau nỗi đau một mình và ôm cái tình cảm này một mình. Mình thì mình cũng không biết là dụng ý của vũ trụ có dụng ý gì hay không, nhưng mình nghĩ là không có dụng ý gì cả. Bởi vì nếu có dụng ý thì đã có những cái lá bài chỉ dẫn rồi. Mình cái này là tùy các bạn thôi, bởi vì nó là bài học của các bạn ạ. Những reader tarot hoặc là xem bất kỳ môn huyền học nào, tử vi, chiêm tinh, nhân tướng, chỉ tay thì cũng đều là người hướng dẫn thôi. Thì ở đây mình chỉ thấy rằng cái năng lượng đó là người nam cần có thời gian để nhìn nhận lại tất cả các vấn đề đã xảy ra. Và giống như cái bài học duy nhất của bạn đó chính là bạn nhận ra giá trị của cái người nữ này. Và nếu như bạn đủ cái sức mạnh thì hãy nói lên tiếng nói của tình yêu. Và cái tiếng nói đủ chân thành thì người nữ này họ sẽ thay đổi, bởi vì năng lượng của Queen of Pentacles, năng lượng của Kim Ngưu và năng lượng của Cự Giải Song Ngưu thì đều là những người họ rất, họ tràn đầy tình yêu thương, họ sống vì cảm xúc và vì tình yêu, họ không sống vì vật chất và họ cũng không phải là người lý luận. Thường những người lý luận là phải có năng lượng của kiếm cơ, nhưng ở đây họ sống vì cảm xúc, họ rất là chân thành, họ tôn trọng sự chân thành. Cho nên nếu những người nam vẫn còn tha thiết với người nữ và cảm thấy mình đã sai thật sự thì hãy một lần dám mở lời với người này nhá. Bởi vì là bạn không nói gì, mình nghĩ có thể người nam đã bỏ người nữ đi. Cho nên khiến cho người nữ họ nói rằng là chả lẽ bỏ tôi đi rồi quay về chỉ cần nhìn tôi một cái, đúng không? Muốn nói là anh đã về đây là tôi tha thứ cho anh sao? Làm gì có chuyện đó. Đúng không? Năng lượng của Queen đâu phải đơn giản, đúng không? Đó, cho nên là tất cả đều do các bạn quyết định nhá. Và mình nghĩ cái người có thể hàn gắn cái mối quan hệ này hay không, có gọi là hàn gắn này, gọi là quyết định trong mối quan hệ này là người nam. Đó nghĩa là bạn phải là người chủ động, còn người nữ họ có lý do của họ và họ xứng đáng với cái điều đó nhá. Thì đó là tụ bài số 2 và các bạn nhớ rằng đây chỉ là trả bài chung thôi. Nếu như bạn có một câu chuyện mà bạn vẫn muốn biết cái suy nghĩ thật sự người nam này dành cho bạn, cái ý định này, suy nghĩ này, và cái mong muốn của người nam này cũng như là cái hành động cụ thể của họ như thế nào, thì bạn có thể lựa chọn trả bài riêng. Còn là trả bài chung thì chỉ mang một thông điệp như thế và nó rất là tích cực rồi các bạn nhé. Rồi cảm ơn các bạn rất là nhiều. Nếu các bạn mới biết đến kênh của mình thì ủng hộ mình bằng cách đăng ký kênh, chia sẻ kênh giúp mình, tạo tương tác giúp mình và like và comment. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Xin chào các bạn, chọn tụ bài số 3 với chủ đề là bạn ở bên ai năm 2022. Bạn ở bên ai chứ không phải là ai ở bên bạn. Nghĩa là chúng ta sẽ giành thế chủ động của chúng ta nhá. Rồi, bạn ở bên ai năm 2022. Mình sẽ xin 5 lá đầu tiên. Mình định là dùng, mình thấy có 4 nguồn năng lượng ở đây. Nhưng mà nói thật với các bạn là 4 nguồn năng lượng nó quá dài ấy. Thế hôm nay mình rút còn 3 bộ thôi nhá. Rồi khuyên nào khóc. Khuyên nào khóc. 4 xu. Ở đây mình thấy năng lượng nữ nổi lên nhá. 4 xu. Bắt trang thêm một lá nữa. Mình thấy ở đây có năng lượng của một cô gái rất dịu dàng, năng lượng của Queen of Cups. Nhưng mà Queen of Cups ở đây không giống Queen of Cups của một tụ bài số 2 đâu, của bộ bài số 2 đâu. Đó là Queen of Cups của ngập tràn tình yêu thương, sẵn sàng ôm tất cả vào lòng ấy. Thì Queen of Cups ở đây có năng lượng của sự chờ đợi. Ở đây là những cô gái, những người phụ nữ của tụ bài số 3 ấy. Nàng đẹp lắm các bạn ạ. Đẹp một vẻ rất là nữ tính dịu dàng, tha thướt ở đây. Và nàng luôn chờ một người đàn ông nào đó, một người đàn ông. Nàng ở, bạn ở bên ai thì ở đây mình thấy năng lượng của nữ nổi lên. Đó, và thì nghĩ là bạn đấy. Ở đây mình thấy trong lòng của người phụ nữ này
một là có hai người đàn ông hoặc là cả hai năng lượng này đều là một người, thì các bạn ở đây trả bài chung, mỗi người mở câu chuyện cho nên các bạn nghe để các bạn xem nó là hai người hay là một người nhé. Trước hết là khi nhập khắc, mình thấy có năng lượng của một người tràn đầy tình yêu thương. Một người ở xa các bạn, ở xa các bạn, nếu bạn là nữ nghe ở xa các bạn, nhưng họ luôn hướng về bạn với một tình yêu, một chiếc cốc ở trên tay, lúc nào cũng chỉ cần vượt qua được 4 xu thôi, nghĩa là có một khoảng cách nào đó giữa hai người chỉ cần vượt qua được được 4 xu thôi, thì cái người đàn ông này sẵn sàng mang chiếc cốc đến bên bạn đó. Mà ở đây trong mắt họ, bạn là một một strength đấy. Ở đây mình thấy thậm chí hoặc là ở đây có hai đôi các bạn, ở đây có hai đôi. Nhưng mà mình để mình xem nào, à không, rồi để bây giờ mình thấy thế này, mình đọc tiếp nhá. Thì cái người đàn ông này luôn 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 nghĩ rằng muốn rất muốn mang cái cốc này đến cái người, đến người phụ nữ mà anh và chàng yêu. Ở đây người phụ nữ mang năng lượng của strength, đó là một cô gái rất tuyệt vời. Cái tuyệt vời ở đây có mấy năng lượng này, một cô ấy là người thành công, một người thành công, thậm chí là một người chăn dắt, một người chỉ dẫn nhá các bạn nhá. Có thể là làm bên giáo viên này, làm bên chăm sóc y tế này, thay là hộ lý, rồi là bác sĩ ấy, rồi làm bên chăm sóc sắc đẹp này, làm bảo mẫu này, nghĩa là làm tất cả những công việc liên quan đến sự phát triển con người. Và nàng rất dịu dàng, nhưng cái dịu dàng của cái người nữ này rất là khôn ngoan, thiện xảo và khôn ngoan. Thiện xảo là khéo ấy, khéo khéo một cách trí tuệ ấy. Nghĩa là các bạn có tưởng tượng đây là một cô gái vừa xinh đẹp mà lại vừa khôn ngoan, vừa trí tuệ, vừa đáng yêu, vừa có cái gì đó rất cá tính, nghĩa là một cô gái rất đặc biệt trong lòng người đàn ông này. Và lúc nào cái người đàn ông này, họ cái người đàn ông mà bạn ở bên ấy, ở bên này có thể ở bên thật hoặc là ở bên mang cái năng lượng của năng lượng các bạn nhé, đấy về mặt năng lượng, thì luôn nhìn về phía cô gái đó với một cái tình yêu bền bỉ và chung thủy, đó là chỉ cần vượt qua được 4 xu. Thì cái 4 xu này có thể là một khó khăn về mặt kinh tế, một khoảng cách nào đấy hoặc một vướng mắc nào đấy mà họ chưa thể đến được, và nếu như chỉ cần vượt qua thôi thì họ sẽ đến bên cạnh cái cô gái này. Nhưng mà mình thấy ở đây hình như mối quan hệ ba người à, hay là có sự nghi ngờ. Bởi vì người nam này họ nhìn phía ở phía người nữ này, họ luôn thấy, họ nhìn về cái người nữ này, họ luôn thấy ở người nữ này có một khinh ngoan, có nghĩa là một người đàn ông cũng không kém gì họ cả đó, không kém gì họ cả, thậm chí họ còn cho rằng họ chỉ có tình cảm thôi, họ chỉ có tình yêu thôi. Còn cái người nữ này thì lại có người người nam này có tất cả mọi thứ, có thể người nam này rất mạnh mẽ, quyền lực đấy, phong độ, và họ luôn cảm thấy họ thua kém, họ cho rằng họ chỉ có tình yêu, còn người nam này có tất cả mọi thứ, và cô ấy sẽ chọn cái người này thôi chứ không chọn mình đâu. Mà họ quên rằng cô gái ấy lúc nào cũng ở phía sau họ, luôn nhìn về phía họ, và cái cốc tình yêu của cô ấy chỉ dành cho họ thôi đó, bạn bạn chỉ dành cho cái người này thôi. Các bạn hiểu vấn đề chưa ạ? Nếu mà chưa hiểu thì các bạn tới lại để các bạn nghe nhé, không là thời gian nó cũng lâu rồi mình sẽ không nói lại nữa. Rồi bây giờ mình mới mua một bộ bài mới, mình sẽ dùng bộ bài mới này trong cái câu hỏi tiếp theo. Đó là mình thấy ở đây có một câu chuyện là người nữ ở bên một người còn năng lượng nam, giống như mình vừa phân tích ấy, thì mình sẽ xem là trong cái năm 2022 cụ thể hơn thì cái chuyện tình cảm này nó sẽ diễn ra như thế nào, nghĩa là tùy cái năng lượng để mình đặt câu hỏi nhé. Năm 2022 thì chuyện tình cảm này sẽ diễn ra như thế nào? Mình thấy lạ đời nhà, trong cái năng lượng trả bài của mình ý, trong trả bài của mình thấy năng lượng của nữ là những người rất chuyên nhất, chung thủy, chuyên nhất, rõ ràng, rành mạch, thông minh. Mà tại sao lại toàn rút hút về phía mình những người nam cả ngày chỉ suy nghĩ thôi? Giống như một cái lần bù trừ, khi các bạn quá mạnh mẽ thì các bạn phải gặp những người như thế thôi. Mình thấy trong năm 2022 thì cái chuyện tình cảm này nó như thế nào, nó đi về đâu? Mình thấy thế này này, ở đây có năng lượng của một người đàn ông, có lẽ là người này luôn có năng lượng của 7 xu, cứ suy nghĩ cân nhắc không biết nên như thế nào. Đấy, và cái tình yêu có nghĩa là tình yêu của họ vẫn là cái cốc đây, nghĩa là các bạn tưởng tượng cho mình là dù chuyện gì xảy ra, mình thấy là bây giờ có năng lượng đã có sự im lặng nhá, 4 xu có sự im lặng tạm ngừng không nói ấy. Nhưng cái cốc tình yêu của cái người nam này chưa bao giờ vơi cạn cả, lúc nào cũng hướng về phía người mình yêu, chỉ có điều là có thể là đang ghen hoặc là đang có sự so sánh nào đấy, thế là khi nhìn về phía người mình yêu là chỉ thấy cái người này thôi mà quên mất là cô ấy luôn ở phía sau mình, lúc nào cũng ở phía sau mình đó. Thì họ có năng lượng đó là họ cô đơn, mất một khoảng thời gian 7 xu là cân nhắc, giờ moon là cảm thấy cô đơn, và ở đây thậm chí là buông trôi nhá, giờ hangman nghĩa là mình có cảm giác như là
Cái người nam này họ có một cái năng lượng của sự tủi thân ấy, của sự ngậm ngùi, đó là ta không xứng với nàng đâu. Nàng đẹp như thế, nàng lộng lẫy như thế, nàng tuyệt vời như thế, có lẽ nàng chẳng nhớ đến ta đâu. Và cuối cùng buông xuôi cái tình cảm này. Nhưng mặc dù buông xuôi nhưng trong lòng không bao giờ quên cả, bốn xu vẫn cứ hướng về cái người người đó, vẫn mơ về một ngày mà hai người có thể gặp nhau, hai người có thể gặp nhau, có thể yêu nhau, giống như là có thể được ở bên cái người con gái này, ở bên người mình yêu này. Sao mình thấy cái năng lượng nam cả ba tụ bài dù chuyện khác nhau mà vẫn cứ giống nhau ở cái năng lượng nhỉ? Vậy bây giờ mình thử xem, mình xin năng lượng của vũ trụ nhé, mình xin thông điệp của vũ trụ là cái điều gì đang diễn ra. Và các bạn nhớ cho mình này, cái năng lượng này không phải là năng lượng tổng quan của năm 2022, nghĩa là nó chiếm trọn vẹn năm 2022 đâu. Các bạn phải nhớ là dựa vào quy luật của năng lượng, là năng lượng luôn luôn thay đổi và cái tương lai nó phụ thuộc vào hiện tại. Cho nên là hiện tại bây giờ cái người nam này họ suy nghĩ như thế, cho nên mối quan hệ nó bị tạm dừng đóng băng như thế này. Nhưng nếu như người nam họ thay đổi suy nghĩ đi thì mối quan hệ sẽ khác. Cho nên mình sẽ lên cái năng lượng thông điệp của vũ trụ để người nam nghe, để bạn ấy nhận ra rằng bạn ấy đang ở đâu, bạn ấy nên làm thế nào, làm sao để chuyển đổi năng lượng của bạn ấy. Bạn ấy có cái nhìn chính xác và đúng đắn trong mối quan hệ này. Còn nếu bạn là nữ nghe thì bạn cũng biết được rõ là người nam này suy nghĩ gì để bạn quyết định cuộc đời của bạn nhé. Rồi bây giờ mình sẽ xin tổng quan của xin năng lượng thông điệp của vũ trụ. Năng lượng của những người chọn được bài số 3 là có 10 xu đấy các bạn nhé. Tụ bài số 3 này chỉ thấy lên năng lượng của nữ thôi, chỉ toàn thấy lên năng lượng của nữ. Thì có lẽ cái người quyết định mối quan hệ này, người chi phối mối quan hệ này là năng lượng nữ là một. Thứ hai, ở đây khi mà người nam với cái năng lượng của cái việc đó chính là bạn ở bên ai trong cái mối quan hệ này. Mặc dù mình thấy nổi lên là năng lượng nữ nhưng mà mình cảm giác cái người nam này họ toàn bộ cuộc sống của họ, toàn bộ tinh thần và tư tưởng của họ đều nghĩ về người nữ, cho nên tất cả đều hiện lên năng lượng nữ ở đây nhá. Mình thấy năm 2022, cái thời gian tiếp theo ấy, cụ thể là thời gian tiếp theo đấy, người nữ là Strong, là Queen of One, là 10 xu, là 9 xu, nghĩa là tất cả một cái năng lượng nó rất là xinh đẹp. Và có lẽ cái sự xinh đẹp của người nữ này, sự tỏa sáng của người nữ này khiến cho người nam có năng lượng cảm thấy theo kiểu mặc cảm ấy, cảm thấy mình không xứng. Đây là một cái dòng năng lượng mà tiêu cực đấy các bạn. Khi mà chúng ta luôn cảm thấy người khác sáng hơn chúng ta, có nghĩa là chúng ta đang là bóng tối, mà bóng tối mà thấy ánh sáng thì sẽ chói mắt. Cho nên nhiệm vụ của những người nam này không phải là các bạn nhiệm vụ của người nữ này không phải là bạn nhỏ ánh sáng của bạn đi để cho vừa với người nam, mà là người nam này phải làm thế nào để cho bóng tối của mình thu hẹp và bóng sáng lan rộng ra, ánh sáng lan rộng để phù hợp với người nữ nhá. Cho nên là người nữ, bạn cứ tập trung vào cuộc sống của bạn thôi, còn cái việc người nam họ yêu bạn, họ cần bạn thì họ phải làm cho ánh sáng của họ sáng lên. Ở đây mình thấy năng lượng của người nam, người nữ trong năm 2022, các bạn là nữ hoàng, các bạn nữ hoàng Strong này, các bạn biết Strong năng lượng của một cô gái tràn đầy tình yêu thương, nghĩa là nàng có một cái sức mạnh dịu dàng ấy, còn gọi là quyền lực mềm ấy. Nàng lan tỏa cái tình yêu, cái sự dịu dàng, cái bao dung đến tất cả mọi người. Thậm chí giống như mình nói là người này họ có công việc của họ ấy, có thể là họ bên giáo dục này, họ bên chăm sóc này, bên truyền dẫn này, vân vân, bên sự phát triển con người ấy, thì nàng tỏa sáng trong công việc. Đây là một người tỏa sáng trong công việc. Có thể nàng ở đây mình nghĩ là cái thành công mà nàng có được hay không về mặt quyền lực ấy, thì mình nghĩ là về mặt vị trí cấp bậc trong xã hội thì mình không thấy rõ ràng, nhưng nàng có một vị thế rất lớn đối với cái công việc mà nàng làm. Có nghĩa là khi mà nàng làm cái gì đó thì nàng đều thành công và nàng rất được nhiều người theo kiểu là ngưỡng mộ này, tự hào này, cần đến nàng đó. Và 10 xu ở đây có thể nàng tạo dựng cho mình một gia đình, và cái gia đình đấy nó cùng với 9 xu nghĩa là gia đình của riêng nàng. Có thể nàng tạo dựng cho mình một căn nhà rất là ấm áp, một mình nàng với hoa hồng và rượu vang hoặc là cà phê, nàng cũng cảm thấy ổn rồi và nàng không cần cái gì thêm. Ở đây mình thấy cái cô gái này ngoài cái việc công việc của nàng, nàng vui chơi, nàng sống một cuộc đời tự do tự tại, ở bên cạnh nàng cũng chẳng cần ai, đúng không? Và năm cốc ở đây, đôi khi cái lá bài năm cốc này mình rút thêm ấy, những cái gì nó gọi là cái buồn, cái cô đơn ấy không đọng đến nàng. Còn nay hôm nay có nghĩa là giống như là cái niềm vui của nàng nó tỏa sáng tất cả những cái mà gọi là cô đơn, nó không đọng đến nàng. Đấy, vậy thì người nam này, và tìm thấy, chúng ta tìm thấy một lý do, đó là
Lý do tại sao cái người nam này họ cứ đứng để họ nhìn là bởi vì đơn giản thôi, đó là họ luôn cảm thấy họ yếu hơn, họ kém hơn, họ mặc cảm với cô gái này mà họ không dám tiến đến. Vậy thì ở đây có một thông điệp đưa ra đó là nếu mà người nam có cái sự nghi ngờ người nữ ấy, thì bạn chẳng có cái lý do gì để nghi ngờ họ cả, bên cạnh họ có ai đâu, đúng không? Bốn năm cái lá này họ đều ở một mình rất là vui vẻ, cái 10 xu mà đi liền với 9 xu với lại khuyên hàng quan này ấy, đó là họ tạo dựng nên một thế giới rất là phong phú của riêng họ mà họ không cần bất kỳ một người đàn ông nào. Vậy thì bạn có lý do gì để nghi ngờ hay ghen tuông với họ, đúng không? Đó là năng lượng thứ nhất. Năng lượng thứ hai đó là tự nhiên mình nhớ đến một cái chuyện là ngày xưa có một người nam theo đuổi mình ấy, xong rồi lại cứ nói cái câu là ý là mình có nhiều mối quan hệ theo kiểu có nhiều người yêu mến quá ấy, có nhiều người ngưỡng mộ quá, họ cảm thấy không tự tin. Bạn có biết mình trả lời một câu gì không? Mình trả lời là những người sinh ngày 21 tháng 2, mình sinh 21 tháng 2 mà, không dành cho người yêu bóng vía. Mình trả lời thẳng câu đó luôn. Và mình ở đến tận bây giờ 3 năm ở một mình đúng với cái năng lượng này luôn. Và mình hiểu một điều, mình chia sẻ một chút với các bạn, và mình hiểu một điều, mình không cần phải vặn nhỏ ánh sáng của mình. Người nam nào họ đủ yêu các bạn, họ sẽ làm cho họ sáng lên. Và các bạn biết không, tại sao bạn lại gặp họ? Chỉ vì đơn giản bạn trở thành một cái động lực để cho họ tiến lên. Thực ra đây là một kết nối mà vũ trụ sắp xếp với cái sự cố ý, đó chính là cái người nam này họ ngủ quên trong cái năng lượng an yên của họ. Người nam này họ là người có năng lực đấy các bạn nhé, có năng lực, có sáng tạo, công việc của họ họ liên quan đến sáng tạo, họ là người có năng lực đấy, nhưng họ ngủ quên, giống như là cái người này họ quên mất cái nhiệm vụ của họ rồi, bởi vì đây là một cái nối tâm linh, cho nên là vũ trụ mới đưa hai người đến đấy, đưa đưa bạn đến, gõ vào cửa cái người đấy để mở ra, và bạn chính là cái động lực để cho họ dám bước ra cái vòng an yên và vòng an toàn của họ. Nhưng họ có dám bước hay không thì ở bài này không nói, mà nó thuộc về bài học của hai người. Nếu như cái người nam này họ đủ yêu, tình yêu đủ lớn thì họ sẽ tự gõ cửa, họ bước ra, họ đến bên bạn, họ mang chiếc cốc này đến bên bạn. Còn nếu như họ không đến thì sẽ có một người khác đến bên cạnh bạn. Việc của bạn là tiếp tục tỏa sáng, thực hiện cái sứ mệnh của mình, công việc mà mình đã nhận. Còn ai đến bên bạn hãy để vũ trụ lo, và cái người đó phải là người chủ động các bạn nhé. Đó là năng lượng của những người chọn tụ bài số 3. Và các bạn nhớ là đây là trả bài chung, cho nên nếu như bạn muốn có một câu chuyện, những câu hỏi bạn bạn có một câu chuyện và bạn muốn có những câu hỏi chi tiết cụ thể về suy nghĩ này, về hành động này, về những cái gọi là tư tưởng, tình cảm và quyết định của người nam này hoặc người nữ của bạn, thì bạn có thể liên hệ trả bài riêng. Còn với phạm vi trả bài chung thì mình chỉ có thể nói đến đây thôi nhé. Nếu các bạn mới biết đến kênh của mình mà yêu yêu thích kênh mình và chưa ủng hộ, chưa đăng ký giúp mình ấy, thì các bạn đăng ký kênh giúp mình, chia sẻ kênh giúp mình và tạo tương tác giúp mình bằng like và comment nhé. Các bạn chia sẻ bày tỏ những suy nghĩ của các bạn dưới ở bên dưới cho mình với. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.